theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn trong giải đấu PUBG Esports. Để xem rằng có đội tuyển nào bị quét sạch hay không đây. Lốc Lốc, một tình huống mà đang mặt nhau thì chuyển cam đi hơi vô duyên tí lên đội hình cây cao, nhưng bây giờ thì Lốc Lốc đã có màn phát thật rồi. Trong khi Hero đang quáng đổi mạng một lần lại phía K7, nhưng tìm mãi không thấy đâu cả khi bên kia họ quẩy dẻo qua. Nhưng mà cuối cùng thì Mira cũng bớ đây chẳng Lốc Lốc rồi, và đó là Bu Yuho đổi mạng Kuki Buki ngay lập tức được chuyển về, đó là 2v2. Và bây giờ thì TSM pha sấy tốt. Như vậy thì Bu Yuho cũng đổi được một mạng rồi, và các thành viên ở bên phía team TSM họ vẫn đã có một kill trong tình huống này. Lốc Lốc vừa kịp thời được cứu lên. Ôi, thấy rồi, vào xe với chúng tôi này, và Xavier nằm xuống. Có vẻ như K7 chỉ còn lại một mình Zenan thôi, chấp nhận dừng lại ở vị trí top 16. Ừ, vì góc đứng này sẽ là một góc đứng cương skill giữa đường. K7 Esports họ có top 16. Ở đây sẽ không có thông tin dành cho Furface đâu. Và EJ, anh ấy đã nghe được tiếng gì đó rồi. Thôi xong rồi, Furface pha này thì tôi nghĩ rằng lành ít dữ nhiều rồi. Vấn đề chỉ là thời gian trước khi anh này nằm xuống thôi. Và first play, ôi địch ở sau lưng ngài kìa, nhưng không kịp quay lại thì đó là pha headshot đến từ EJ, lấy luôn mạng của Furface rồi. Một cái free kill đây, và Gustav thậm chí là cũng là nguy hiểm nha, khi mà cái xe của ý đang có dự bị mắc lại. Không được rồi, vẫn di chuyển đi từ Gustav, cố gắng xây với thật hàn xe đã có những chính xác nha. Và giờ đi Gustav vẫn thoát đi được với nửa cây máu. Không, tôi đã hơi sớm rồi khi hàn xa vẫn rút được LR ra vàng ngay viên vào mồm, và đó sẽ là cái kill tiếp theo cho bên team Africa Freak. Vâng, Navi vừa rồi họ lên xe và di chuyển rất tự tin, họ đi qua những cơn mưa đạn. Và giờ thì TSM, vị trí của Iroh cũng như là Vat, hai game thi đấu trôi qua thì cả Iroh lẫn Vat là những người sống sót về cuối. Navi mất cam rồi, như vậy thì Navi đang gãy, giờ Tap cũng đã bị gục. Có vẻ như họ đang đi đúng vào vị trí khu nhà của bên phía team Triumph Fansong. Còn với tình huống combat của bên phía TSM thì sao, họ đã bị eliminated tật rồi. Vâng, không thể tin được. Navi yếu máu, Besto nằm xuống for Remain. Họ clear hoàn toàn đội hình của bên phía team Navi ở vị trí thứ 14. Genji, bộ đội Ether và Loki cũng đang cố gắng sinh tồn, nhưng thực sự bây giờ rất khó nha khi xung quanh họ đang có rất nhiều con hổ đói. Và cụ thể nhất thì đó là thành viên của đội Team Sonic rồi, Ryby luôn, và đó là vào Ryby tốt nha. Ether có một chấm máu thôi, và ngay lập tức nằm xuống bởi hậu súng của Sandian. Loki headshot được Streamzy, nhưng bây giờ thì Streamzy sẽ bị confirm kill bởi đó là vị trí của Sandian. Genji bây giờ chỉ còn lại là một người, họ chưa hề có kill nào game thi đấu này cả, và một kill đầu tiên dành cho các thành viên ở bên phía team Genji. Và Loki kết thúc đi, đó là Tingle Tong, nhưng Loki gặp khó rồi, nằm ngoài bò luôn. Ừ, trong khi đó thì Sonic mìm hết sơn được Crazy của Far Greenman, và giờ thì vị trí của Loki gặp khó. Vòng bò đốt sẽ là rất đau, và Sadia đang xây những tình huống xây Barry bây giờ là vẫn chưa chính xác, và Loki đã phải dừng lại ở vị trí thứ 11 với Genji. Genji đã bị gục, MC còn sống sót, và giờ thì vị trí của MC khó, tiếng động cũng sẽ được tạo ra ở đây thôi. Vị trí của MC, MC là người kết thúc được Snaker, và mạng tiếp theo dành cho đội của bên phía team Liquid. Bây giờ thì MC khó để có thể cứu lại được vị trí của Imbiza, đẩy lên phía trên rồi. Có vẻ như vị trí của MC sẽ phải combat luôn với đó là đội của bên phía team On. Pascal bắn lôi, và mạng tiếp theo dành cho vị trí của MC. Phong Remen dừng lại ở top 9 trong game thi đấu này. Quẩy quá dẻo đến từ player cuối cùng của phía team Liquid, đó là MC rồi. Liên tiếp lại phát sinh tồn, và thậm chí có thêm một điểm mà gục nữa. Nhưng bây giờ thì có nó trả ra vì bị ba team quay trong tình huống này, và họ khó thở dần đều ở trong cái phút tiêu thứ 22 này. Furia đang đẩy sang cánh của Vitus Pro, và bây giờ thì Q Demo headshot thành công vị trí của Hiruzen, và tiếp tục những tình huống còn phim tốt đến từ Q Demo. Vẫn còn một thành viên của Vitus Pro nữa, và đây là Zero đổi được một, nhưng nó sẽ là không thể vì ngay đằng sau đó sẽ là tình huống cover đến từ vị trí của Necro. Vì sự ủng hộ của Caster Hilova, họ còn hai người trong game thi đấu này, và bây giờ thì đó là Bang, một pha bắn phải nói rằng là cực kỳ chính xác dành cho Bang trong tình huống vừa rồi. Một viên duy nhất thôi, nhưng nên nhớ rằng thì đó mới là pha knock out nha. Nhưng mà Sandian vừa đứng lên lại quỳ xuống rồi, và tiếp tục lờ bắn vào mồm của anh chàng này. Chiêm phan so hơi khó nha, họ cũng chỉ còn lại một người chơi thôi, và vừa nói xong thì Bang cũng đi luôn, và tiếp tục lại là cái tên lờ của Shoot to Kill. Một game thi đấu mà họ cũng đang cầy kill rất nhiều rồi. Quả nét lên phía trên, và một quả nét chính xác đến từ vị trí của Akkad. Akkad có góc rồi, nhưng không còn nét ở trên người nữa, mà chỉ có những quả lửa thôi. Bây giờ shot to kill họ đang bị confirm, cũng như là knock out bởi Africa Freaks. Perticotti đổi một, nhưng vẫn sẽ là khó dành cho bên phía Africa nha. Họ đã bị quay lại rồi, và Perticotti cùng với Unseville kết thúc đi đội hình của bên phía Africa Freaks ở vị trí thứ 5. Trong khi đó thì Gieo Giảng đây liên tiếp làm khó thì Furia, thậm chí cánh bên này thì Ốt cũng khai thác vào Furia luôn.
bị bắn từ cả hai đầu thì gần như không còn cửa nào để cho Fura họ di chuyển nữa, và đó là dấu chấm hết dành cho Fura ở cái top 4. Cuộc chơi này chỉ còn lại đó là 7 tay chơi, chắc là 9 tay chơi, cùng với đó là 3 đội tuyển. Có cả France, có cả Nate được đem ra đến từ cả hai team. Bây giờ thì E4-3 họ sẽ bị ép bởi đội hình của bên phía team Shot to Kill. Nhưng Shot to Kill đã bị đốt ở ngoài bo rồi. Trong đó thì Vinci Gold cũng có một bàn của Pernicardy và Relo hạ gục được các thành viên của bên phía team Shot to Kill ở vị trí thứ 3. Và E4-3 cũng đang bắt cười. Tình huống đã đưa trở về, đó chính là 3v2. Và bây giờ thì bên phía team Oath họ lộ ra vị trí của mình. E4-3 có lợi thế hơn người. Top 1 bây giờ chứ còn bao giờ nữa, hay sẽ để cho Oath có pha xử lý 2v3 đây? Rất nhiều lửa được trả ra từ cái team rồi, bây giờ giạt ra bắn luôn từ cái này. Nhưng có rất được trả ra rất sát từ phía bên Frost nha. Một khẩu Groza và tôi nghĩ rằng cuội là vẫn còn chưa được đấy, khi thậm chí rằng quả lửa Redo đã lên được mặt của Nai. Nhưng Redo nằm xuống ngay bởi con đất Boleang rồi. 1v2, bên Frost cắn máu kịp lên, nhưng đó sẽ là góc chết dành cho vị trí của bên Frost thôi. Blue Zone co vào và án tử gọi tên anh chàng này. Top 1 vẫn dành cho người Trung Quốc, cụ thể đó là cái tên E4-3 với 4 kill.